Music. Giống bắt đầu cho chị xin nốt thấp nhất của em nào. Nghi rồi đó. Ủa? Ừ. Không 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 đúng rồi. Không xuống rồi liền đấy á. Hơi thấp, hơi thấp. Hơi thấp. Tức là sao? Em đừng quan tâm. Chị chưa có đo cái quãng đẹp nhất của em. À, ra được ở âm đây. Thanh là đúng rồi. Cứ ra được âm thanh là tính luôn. Ok, là em nghĩ là hết mi hai rồi á. Mi hai, dạ. Bắt đầu mi hai lên nào, bây giờ nhảy quán nhé, một quán hai quán. Lần cố gắng thêm một tí nào. Chỉ là nốt đấy thôi. Em nghĩ từ đó thôi. Là nốt gì? La. La năm. Rồi ok. Từ mì lên tới la năm thì là hơn 3 quãng 8 đó. Dạ vâng. Đúng không? Cỡ đó đó. Giọng em là 3 quãng 8 thôi. Nếu mình tính cả giả thanh rất thầm tật. Tính cả giả thanh luôn mà. Thì em vẫn có thể phát ra lúc đấy. Nó chỉ là cái giọng mà để phát ra âm lực âm thanh cái nốt đó thôi. Dạ, vâng. Thì là cái quãng dài. Dạ. Là rộng là bao nhiêu. Đó. Dạ. Nhưng bây giờ vẫn đẹp, để hát mà đẹp này. Dạ. Để mình xác định được là tenor hay là loại giọng nào khác nữa. Dạ. Thì cái này mới là xác định nha. Ok, cái này là okay. Round 2. Ừ, round 2. Bây giờ bắt đầu lúc nãy là sự mì đúng không? C2, bây giờ em bắt đầu từ C2 đi. Dạ. Không, bây giờ xuống nữa đi. Xuống nữa. Là xuống bắt đầu từ son đi. Bắt đầu từ son đi xem là đẹp. Làm thêm thoải mái không? Em hát ra được chữ đúng không? Ngày. Rồi ok, vậy là bắt đầu quán đẹp là gốc son. Dạ. Son rồi bắt đầu từ son nhé, mình đi lên nào. Chắc cỡ đó. Ừ, là ok. Vậy thì quãng đẹp của em nhá là từ son cho tới la. Dạ. Thì là hát. Ừ. Son 2 cho tới la 4. Ừ, son 2 cho tới la 4. Son 2 cho tới la 4 là giọng năm trung. Dạ. Chưa được năm. Chưa được năm cao. Cao chưa được tenor rồi. Dạ. À ok. Thì là năm trung baritone. Dạ. Rồi. Okay. Check in. Check in. Và thêm cái nữa chưa? Chưa. Check in một cửa rồi, còn một cửa nữa. Vị trí âm thanh của em thường sử dụng. Vị trí âm thanh ạ? Ừ. Tức là khi mà em hát thì em cảm nhận được là cái vị trí âm thanh của em đóng và chốt và hoạt động ở cái phần khu vực nào? Em nghĩ là những cái nốt mà chung ừ. thì em dùng ngực nhiều. Ừ. Nhưng mà lên đến những cái nốt cao hơn thì em sẽ pha. Tức là em có giọng chuyển. Dạ. Tức là em có cái mix đoạn này. Chuyển. Có nhiều người ta không có đoạn chuyển. Đó, người ta hát coi như là giọng ngực và giọng pha nó vào với nhau luôn. À. Đó. Dạ. Có những người dạ, như rồi, vậy. Rồi, đó. Em hiểu còn nhờ. Còn em tức là sao khi em hát giọng ngực là giọng ngực. Rồi sau đó em có đoạn chuyển để lên giọng pha. Dạ, có đúng là rồi. Khác.